Bình Dương. Tỉnh Bình Dương. Dạ, với Lương Kim Nhung. Lương Kim Nhung ở Malaysia. Dạ, Malaysia. Dạ, chị với Kim Anh Úc. Dạ, ở Úc. Dạ, anh Tô này anh ở Mỹ. Mỹ. Dạ. Chị gì? Thị Nguyễn. Thị Nguyễn với chị Trang. Chị Trang là này là ở Mỹ luôn. Dạ. Dạ chào sư, thì con hôm nay đến để con chào cho sư 300 bao xi măng và dưới 2 xe cát là con mua những người mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước, con có ghi danh sách đó. Thì anh Tấn Bình Dương 2,5 triệu, Lương Kim Nhung ở Malai là 1,140,000, chị Kim Anh ở Úc 100 bao xi măng, anh Tony ở Mỹ 100 bao xi măng, chị Thủy Nguyễn với chị Trang là ở Mỹ gửi con 12 triệu là mua kia mua 100 bao xi măng. Rồi tổng con mua hết trơn là 300 bao xi măng với 2 xe cát á. Dạ. Thì trong số tiền này là còn dư lại được 3,5 triệu rồi con trao cho sư luôn. Dạ. Yeah. Con khỏi giữ. Đó là đó, ta không chưa có cái tiết đó thì ta chưa phải luôn. Dạ. Nhưng mà sau mà pha mới chúng ta đọc tên. Dạ tên. Dạ Tấn Tấn Bình Dương. Tấn Bình Dương. Dạ, với Lương Kim Nhung. Lương Kim Nhung ở Malaysia. Dạ, chị với Kim Anh Úc. Dạ, ở Úc. Anh Tô này ở Mỹ. Mỹ. Dạ. Chị gì? Thị Nguyễn. Thị Nguyễn với chị Trang. Chị Trang là này là ở Mỹ luôn. Dạ. ចូលរួមកសាងនៅសាលាអង្គការភិមនេះការភិមក៏អ្វីសពស្នងសពនេះទេហើយក៏មានការអរគុណជាច្រើនដោយសារអង្គការភិមមានការខ្វះខាតកំពុងកសាងនៅសាលាឆាន់ជាងកិច្ចក៏មានស្ថាបជាតិថាបានចូលចាយឬក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសង់និង សកតិឬសេចក្តីទេវតាទាំងអស់សូមជួយតាមថែរក្សាបាយបាច់ក្រុមគ្រួសារអីទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលមានសេចក្តីចាស់ថាជួយកសាងនិងសូមមកជួយប្រទេសតែពុទ្ធពរទាំងឡាយបងប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងសម្បត្តិទាំងបីប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិប្រណិធានក្រុមគ្រួសារអីទាំងអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីរបស់គ្នានេះប្រាថ្នានឹងពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រា
Đây xin là cảm ơn tất cả gia đình Mạnh Thường Quân ở nước ngoài thấy cái chùa như vậy là giúp đỡ như vậy là quý quá, cho nên là sư cũng cảm ơn tất cả cho gia đình được hạnh phúc đó là dạ dạ yeah. Con cũng xin cảm ơn sư nhiều, xin cũng chúc phúc đó mà Việt Nam thì chúc phúc cho gia đình Mạnh Thường Quân thử trong nước ở ngoài nước vậy ha. Dạ xin được ăn vui và sân lâu sạch đẹp. Dạ. Xin chúc gì. Dạ.
Dạ cảm ơn sư. Thì con cũng kêu gọi được con cũng mừng. Thì ví dụ như giờ thì đem con mua đến bao nhiêu đó rồi để coi làm tới đâu thì con kêu gọi làm tới đó luôn thì cho xong luôn. Dạ. Thì cũng có Mạnh Thường Quân lên tiếng á. Thì nói coi còn thiếu cái gì á. Thì nói cho Mạnh Thường Quân hay đặng người ta tiếp vô nữa. Dạ. Sư cũng cảm ơn anh được không bao gì hết cho thật sự ở trong nước ở ngoài nước có biết. Dạ. Thì con cũng làm như lúc trước cái duyên con chưa tới hay sao á. Cũng đi qua đi lại chùa này, con đi cái đường bên Tà Lọt, đi qua đường này không à. Là đi cả chục lần rồi. Không vô. Dạ không có ghé. Dạ. Cho nên chuyến rồi con cũng đi bển đi qua nữa. Rồi con thấy trời mưa á, con mới hỏi mấy người làm ruộng á, nói cái đường này chạy xe mà có bị xịn không, hay không là không chạy được. Rồi con mới chạy qua cái con sừng sừng ngoài cái quán của cô á. Nhưng nói hồi để ghé thăm chùa này một chút với thêm luôn. Rồi đi đi vô rồi con đi vòng vòng gặp sư đang dán mấy cái rồi con gặp cái chú gì đó. Thì dẫn con đi vòng vòng hồi nó con hỏi gặp cái chùa này xây chưa xong. Rồi con hỏi nói hết tiền làm. Hơi sẵn đó con gọi kêu gọi Mạnh Thường Quân làm luôn. Nhưng làm như cái duyên con cũng cái tới cái giờ đó mới tới mới được ghé chùa này hay sao á. Không có duyên mà duyên mới gặp. Chứ đi nhiều lần mà không ghé. Để chút con ra quay nào giác cái xi măng cái. Dạ. Dạ. Để con đi ra ngoài chút. Để mình qua quay mới chở lên xe đó đó cả nhà. Xe đó mới chở lên 100 bao xi măng rồi. Để tới chiều nó chở lại hết luôn. Thì sư chỉ nè, chắc ở bên đây nè. Thì chỗ này chắc nhắm hết, chắc hết 300 bao rồi hả sư? Dạ. Dạ. À chiều chút sư dọn trên đấy để đó. Ô mấy cái, ô mấy cái, hết không chú Tư? Hết chẳng hết. 100 bao rồi đó. Dạ, 100 bao. Bây giờ cỡ nó khoát nó tích cho khai mạp, cỡ nó khoát nó tích là tổ lời bị múc này. Dạ. Ý, mấy ổng đi hai xe hả? Ơ là, mau mới đi hết á. Vậy là cái này có mấy đi luôn, bao không? Mau luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 50. Đã. Đó, điệp chuông đó, điệp chuông. Điệp với đập pin đang luôn. Mời có 200 bao nữa đâu. Ủa đây. Xe con trăm mà còn 2, xe 200 còn hơi còn. Đó, đã to rồi đó. Này. Sao? Anh làm mai môn mua tiếp đó. Này, xe này mới chạy vô nữa hả? Xe này 100 bao. 100 bao. À, 100 bao này á. À, chiều mới chở. À, chiều chút nó giống sư dọn dọn trên đây. Dọn cái này. Gọi cái này đó. Sáng ngày mai có. Sáng mai á. Sáng mai. À. Sáng ngày mai có vậy. Dạ. Yeah. Mấy một lần. Ngày thích mai đẹp trong này nè. Ngày đẹp trong. Vâng. Kiếm cây khô khô được cái ướt này. Dạ. Cây ướt chết của trước á. Cây khô khô. Mấy cái này là mình đổ đủ trơn hả sư? Dạ cũng chưa biết nữa, phải chưa biết nữa. Dạ. Cứ đổ vậy thôi chứ. Đổ. À bên nào khóa chừng nhưng mà thêm chắc phải. Bên gì dán nhiều. Dán nhiều lắm. Nhiều dữ lắm. Rồi cột nữa cột nữa có dán không sư? Cột không dán, dán cũng được mà không dán là dễ tinh dễ, dễ động dễ. Dạ dễ, dễ. Dạ. Vậy là mình còn chưa có mua gạch lót rồi này kia hả sư? Dạ chưa, gạch chưa. Dữ à, gạch lót nhiều à? Dạ, gạch lót rất nhiều à. Gạch lót là xây từ đây lại, này, đập này, bò lại này, cũ hết dạ. Rồi. Vậy là lót qua tới bên đó luôn hả dạ, sư? Dạ, tới bên đó luôn. Ồ. Vậy là gạch này nhiều dữ lắm luôn. Mấy ngàn thùng á. Cái chầm nó nửa dẻ hết trơn. Dạ, nửa dẻ hết. Vẽ tranh Đức Phật Thích Ca đó hả sư? Dạ dạ. Dạ dạ.
con thấy những ngôi chùa Khmer, chùa nào cũng có vẻ đẹp. Dạ đúng rồi. Dạ. Đẹp dữ dằn luôn. Đi tôi có thằng Nam Giang về dễ hay á. Dạ. Người Việt Nam nha. Dạ. Dạ. Dễ chùa không à? Người Việt Nam á. Việt Nam. Chính á. Nằm bên nó. Ờ. Thấy mấy ông vẽ bức tranh nhỏ nhỏ vậy đó. Đẹp lắm. Mà đẹp. 1 triệu mấy, gần 2 triệu một bức. Dạ. Theo người ta ăn mét. Nãy hồi người ta nãy làm 1 mét nhé. 1 mét 600, 1 mét 600 gì đó. Dạ, dạ mét, 1 mét vuông á hay sao? 1 mét vuông 600. Dạ. Ở trên đó vẽ chắc khó hơn khó ông bức tường. Cũng làm hồi nãy á. Nằm vẽ. Này già nằm vẽ. Dạ khó. Dạ. Dạng vô. Khó vẽ. Vậy là mất cái dàn giáo rồi lót dán. Lót dán là nó nằm đó. Rồi. Dạ. Đây. Đây. Ông đây cu... Mà chuyên nghiệp lắm nghe vậy nó không nhiều nước sơn đâu. Dạ. Hay ha. Hay lắm. Đây. Đây cu. Chứ con thấy ở trên trần vậy nè. Đưa cây cọ lên rồi nó chảy nước sơn ngược lại vậy nè. Dạ. Nó vẽ luôn. Không chỗ, chi nào mà nhiều. Chỗ có người bạ cua. Để nó mang mắt. Còn vẽ mà dưới bức tường vậy nè. Nó dạ, yeah, bức tường thì rẻ tiền hơn. Bởi vì con thấy cái bức tranh mà ở trên trần á, yeah. Ở bên chùa Nen Non á, yeah. Nó cũng rẻ, mà ổng để giá tiền 6-7 triệu mà khuôn, yeah, nhỏ nhỏ. Đúng rồi, theo khuôn. Dạ, khuôn... dạ, yeah, yeah, khuôn nhỏ nhỏ, yeah. Mà 6-7 triệu, rồi khuôn lớn lớn chứ mười mấy triệu cũng, yeah, có. Dạ, đúng rồi, dạ. Ôi, rẻ, mà mấy ổng vẽ đẹp. Tôi mệt lắm á, đóng rồng. Dạ, yeah. Yeah. Bỏ thời gian bị đóng rồng rồi nè. Chà, chà lại đóng rồng hết trơn luôn. Bởi vì con mới hổm con thấy đóng rồng này nè, cho nên con kêu gọi gấp gấp để làm đến thôi. Chừng nữa nó đóng rồng vô trong hết trơn, chà nó cũng ra. Nữa này nè, mà máy chà lại lâu lắm á. Muốn cho ở bay khá coi mà khá. Chắp slide đó, tao có hợp buôn khá. Chắp nó. Chỉ mong là tao liên mau tao mà khá nó. Liên, liên hoài. Thầy cái đau chập lại mà nè, thiêng cái đau, thiêng cái đau. Nữa sư nói với mấy ông thợ á, coi đo coi bao nhiêu thùng gạch. Dạ. Bao nhiêu ngang như cái dài như bao nhiêu mét. Dạ, bao nhiêu mét vuông. 100 mét là 100 thùng. Dạ. Cái này chắc cũng từ 200 mét vuông quá. Dạ. Nhiều chân nhiều quá. Chớn 200. Đây ở trên đo mua ngôi á 7 ngàn mấy. Dạ. Mấy bài 7 ngàn 700 mấy mấy rồi. Chứ phú hữu hay sao cái lắm. Có. À bọn. Cái bướng. Bao cái bướng. Bướng à cái bướng à. À cái bướng nó cái bướng dân nó tánh nè. À cái bướng đó. Có cái bướng. Mấy ngôi nặng dữ lắm mấy ký. ba kỳ mấy ba sáu kia một mà dạ mấy ngón hối biết nặng rồi một chồng gói gì ngói gì nó 5 miếng 10 mấy ký bà lên nặng ít à ngồi cái dần rui với dần mè không mệt rồi dạ cái dần rui sao trăm nó cũng dở lắm á rui mè nó hơn là như mà bây giờ nó đem một tên mét cái đây nhưng mà một tên tôi nói hoa phát bé lớn nhá. Có ở lớn về không tính ở cái bương nữa, một tên mét cái đấy. Một tên mét cái đấy như vậy là 700... 7 ngàn. Một tên mét cái đấy. Một tên mét cái đấy, hai mươi ta. Anh ấy mà cái nát bộ dương đo nó cho trốn nó, cầm ra nó, cho trốn nó. 7 ngàn. 7 ngàn mét cái đấy, trên ở dưới cũng 7 ngàn. 7 ngàn 700, sư cũng quên rồi đó. Hoa phách ở lớn, một tên mét cái đấy. Ở trên đó, không biết sao mà nó nhiều hơn dưới này không? Dạ. Mình bị nó đi gì vậy? Dạ, cho chi. Dạ dạ dạ. Bạn trên chi tiết mình mới khấu trừ. Còn ở dưới thì nó bằng. Dạ, mình khấu trừ ra. Dạ. Mà trời lót gạch ở đó này chỉnh hơn. Dạ đúng rồi. Ở trên nó khó đo lắm. Dạ. Đo khấu trừ mà đó. Dạ. Ở dưới này nữa rồi lót gạch lót loại 6 tấc hay là mấy sư? Dạ, 6 tấc vẫn được á, chẳng 6 tấc. Dạ, 6 tấc. Để coi có ai ủng hộ tiền gạch thì nữa con học nó mà nó thuê nó bụng ngoài chung minh điện anh dừng rồi chơ đó cửa thì giờ khung cửa này đâu có tiền nó chạm bông vàng dạ rồi khung cửa nữa bằng bằng cây hả sư dạ bằng cây dạ bằng cây thì có
nếu mà sư xài khung nữa đó, nó nặng vô gì. Dạ. Yeah. Mình làm cửa ngoài. Dạ. Anh vừa mới bỏ qua xin mấy đá à mấy qua nhé, nín á, bên là nín á. Khung. Cửa cửa gỗ này tiền. Cái tặng này nó to cái liền luôn. Đây nha. Đó, thay vì cái này nó tắt, này nó phân bơ, nó lúng bên phân. Dạ. Gạch nó to liền lên. Rồi mới làm cửa. Hay bị không nhưng mà chừng tiên và đại vân đó, và dừng bỏ chớ để chừng tiên vân đó. Có xong rồi mà. Anh vật cây thơ mua bụng mua mà mang tới đi nó mà xuống cũng phải đi mua một thước chơi dân là nó 700 ngàn, một thước vuông 700 ngàn, 700 để con về kêu gọi coi có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ ủng hộ sư mua gạch lót luôn rồi lần nữa con vô con đưa cho sư nữa, sư biết lựa màu gạch đó là sư đi mua ông cái chủ yếu trước là làm cái dàn khung dàn cửa trước. Dạ. Cho tô nó mới liền. Dạ dạ vậy là mình tôm liền có dàn gạch sau nữa tính sau nữa. Dạ vậy là mình làm cái dàn cửa khung cửa trước ha chú Tư, coi như vô khung bao hết. Dạ đó rồi cho tô nó mới liền được. Dạ để sau này mà tô rồi làm là nó khó. Dạ dạ vậy là mình phải làm cái khung cửa trước đặng cho thợ tô đồ cửa từ đó sao nó mới đo cái khung nó làm từ cánh thì gắn để gắn vô. Dạ thầy thua bởi dân tính thái thua và chớ đó mình bởi dân mình chớ dân đặt thì thơ và thu thoại ra lâu ru dù ban là chớ nè mà lo thoại ra cùng đồ chớ đó đợi chớ đã chơi mà cắt chơi thờ tính cái đài này nữa tôi đài này nó từ tính nâng không có nó đây mà cái kênh chơi bình bình nghe dừng chua cái á à nó không ban là chạm mông vàng đó có cái à và chơi nó có giờ nó mông vàng á đây cả đêm mình xí có giờ đúng đó giờ sẽ đàn nó lão cùng đó mà ngay tôi cắt hà lão thế nhà chạm lồn xin vô mà a đi à chỉ liệu với dùng vô đà plan của man đà này man nhé dùng biết không mơ như cây bữa hổm con đưa tiền cho sư đó đủ nhắm đủ không sư. Dạ cây lợp ngói á à nó bộ sân tinh có cái tinh không đủ đâu không đủ. Dạ tại nên tham cái nào chơi đến cần chua chơi nó cho đọc tỷ với tất cả là xin chua cây kè chạm bông vàng một khối nó là 8 triệu rồi. Dạ cái sống đó nghe. Dạ dạ. Chứ còn chưa có tính tiền vận chuyển cưa ra nữa. Dạ. Mà chạm vàng kiếm cũng hiếm mà nếu sư kiếm được chứ ngoài đây mình cũng khó kiếm. Vậy là nội tiền cây trên theo như khoảng bao nhiêu tiền mới đủ sư? À nên chúng mình nó của là lao chơi dùng chơi xong ba cái ban ha. Là dùng ban trái mới dùng chua cái đó chua cái chỉ địa chỉ plan chỉ đài này. Đó, kiếm này đây quân chơi nó xong ban tròn nào. Chừng bà sân chỉ cương lơ bà hai chỉ cướp bà cương lơ nó qua là buồn những cái tên cương lơ bà hai chỉ cướp bây giờ tên mang chỉ điện đấy nó chua cái dùng chỉ điện coi như cái dàn trên đó là sư sinh có thể là đủ rồi. Dạ. Chỉ có tiền cưa. Dạ tiền cưa. Tiền cưa với sư phải đi huy động được sinh được mới nữa là làm mấy cái khung này anh chồng lo dàn chỉ điện anh hỏi chồng cái đàn anh coi đi trước cái đàn pilo cho xem nào cướp lơ sinh bây giờ lo tiền cưa tiền nhận chuyển về. Tiền là làm bùng đợi chơi máu đợi chơi tụng cái bùng đợi máu tiền cưa với tiền vận chuyển về. Dạ. Rồi máy là phải đưa kiếm máy đưa vô đây cho nó cưa tại đây. Đó mới được. À chờ cái vô rồi nha anh. Cái rồi. Đang xe chở vô. Dạ. Xe chở vô rồi nhưng mà máy đem mà vô đây mới cưa từ cây mới đem lên lợp. Dạ đúng rồi. Hợp đồng của máy. Dạ. Đồng cái máy cho nó chở vô đây nó cưa cho sư bị sư ra quy khách nó dạ dạ đúng rồi mình tận dụng dạ thì sư ở trong chùa thì sư biết cách làm cái kiểu trong chùa à. Chứ người thường ngoài đâu biết đâu cái này lọt thì phải có ruồi đồng tai ruồi mè dạ, bay thư đi bay thư đi bay thư đi đồng tai ruồi mè dạ
nhưng mà lọc ngói này nó ít ít cây hơn. Nó ngồi tích rồi nó tích hơn. Dạ. Chứ gặp ngói tiểu là phải nhìn mệt. Ngói tiểu cái lừ cây chứ. Không tắt cây hả? Dạ. Thì để về con nói Mạnh Thường Quân coi có ai giúp đỡ được thêm cho sư để mua gạch với tiền anh nghe mà đói quên đấy tiền cưa mà đói mà hello say mà mau đi á say mau bán mau đi nội địa rồi nè rồi tiền gạch nữa cả nhà tiền lót gạch ý tiền mua gạch. Tại bỏ hạt nên cấp đã rồi xem đấy. Bên đây mà xây mà đẹp chồng đi nè, đẹp ở qua sổ bùa mấy trăm thùng gạch. Quay cặp nhưng mà xây có mấy một xây nên á, bên ở qua ba bên tụi nó tính. Ở qua quay luôn. Tụi lơi tụi nó tính. Nên á. Dài luôn tích bán. Mời giác xong lên trên kia lấy tiền ông kia luôn. Bộ bạn bây giờ lấy tiền ông Phật. Tiền ông nào giờ? Bởi vậy. Lại ở giống khu luôn lấy cũng được. Lấy cũng không được nữa. Thì bây giờ hết tiền trả, bây giờ mời giác xong kêu lên trên đó lấy tiền của nó đấy. Bề sư sư về bề ngang cái xà la này từ bên vách tường mới nó dư qua vách tường cũ là bao nhiêu mét? Không chưa biết nó chắc cỡ chắc cỡ khoảng cỡ 20 mét đi á. 20 mét bề dài nó 24 mét nữa. Dạ đó là 24. 2 lần 2 là 4. 4 gì là tới 4 400 buồn chung 24 vuông 480 mét. Ừ. 480 mét. 480 chục mét vuông đó. Dạ bị gì chiều dài 24, chiều ngang 20. 480 thùng. Anh tính quân với 480 thùng. 480 thùng. Dạ. Yeah. Vậy là phải mua là 500 thùng. Mua 500 thùng. 500 thùng mà một thùng như vậy đó khoảng bao nhiêu tiền hết sơn? Cũng chưa biết. Cũng chưa biết. Dạ. Nếu mà biết mua ở Long Xuyên hay rẻ hơn. Dạ. Mà chỗ đó không thiếu là mình đưa tiền sẵn người ta luôn không thiếu. Dạ. Mà gạch này khi mua là phải đặt nó. Dạ. Dạ. Đi mua không có một lượt một. Dạ. Đã đặt ví dụ là một 480 thùng phải mua 500 thùng. Dạ. Để mua lắc nhắc nhắc khóa thì tôi ba hay là khóa vô mà khục thôi đó chúng màu hay thì tôi ba đi vậy là mình phải mua 480 mình phải mua 500 thùng bởi vì mình tính ở đây thôi nhưng mà còn ở ngoài cái máy rồi, cái trước nữa chi mình ra mua 500 thùng là đúng rồi đó rồi là mình tính luôn cái đường ở sau luôn đó là con tính luôn rồi đó tại sao luôn dạ con tính luôn cái đường đó đó là 500 thùng mình tính mỗi một thùng 100.000 thôi. Ấy, một thùng đâu có 100.000. Không có mình tính chẳng hả? Nếu tính chẳng. 200 gì đó mới đó. Mà thùng pi rồi mấy pi rồi chiên. Nếu mà gạch 60 á là từ 200.000 thùng đó. Dạ là gạch bóng tốt đó. Gạch tốt đó cao cấp. Anh nên thôi nó có pi rồi mới đó. Có pi rồi đó. 200.000 một thùng mà nó 500 thùng nó là 100 triệu à. Nên 100 thùng đến 100 triệu. Dạ 100 triệu. Mà 500 thùng là thấy nó đứt 500 triệu rồi. Là nó cần thoát nó cần ép nó cần ra sẽ cần thoát nó. 500 triệu không đó. Đâu 500 thùng nó có 100 triệu à. 100 triệu hả? Dạ. Mà 20 thùng. Thùng 200. 20 thùng bia mà nói. 100 thùng nó 20 triệu. Dạ 100 thùng 20 triệu. 20 triệu. 500 thùng 100 triệu. 100 triệu. Rồi. Triệu. Là 100 triệu tiền gạch không mới à. Tiền gạch không. Tiền gạch không là 100 triệu rồi đó. Tiền công chưa có. Tiền công là chưa có đó, chưa có tiền công rồi tiền cửa sổ nè. Còn nhiều. Còn nhiều lắm, ngôi chùa này còn nhiều lắm. Mà mới có ủng hộ được có 300 bao xi măng à. Với hai xe cát à. Với được có mười mấy triệu. thì từ từ mình kêu gọi lên coi có Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ sao là lại được dàn nóc này cho sớm nè dạ để đóng rong ra là mệt lắm á dạ đúng rồi nếu mà làm gọi dàn nóc là ở dưới này mình phẻ sư dạ dạ ở dưới này mà từ ai đóng góp dạ. Cứ làm chứ còn này phải giải quyết trước để con về con đưa video này lên nếu mà có Mạnh Thường Quân nào
ủng hộ giúp đỡ thêm thì con vô đưa tiền cho sư, đặng sư mua cây làm cái dàn nóc lập ngói luôn cho rồi, đừng cho đừng đóng rong nữa, quá đóng rong luôn rồi. Thao thì bàn bạc hay thua mấy ta vừa tiền cho đó, tiền cho đó, bàn bạc hay đi lập ngói đó hơi hơi đỡ mưa hết vô. Hết vô rồi. Dạ 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 dạ. Lập là mưa hết vô rồi. Dạ đóng rong. Dạ cùng thiêu cây. Dạ. Ngói coi như có rồi, giờ còn thiếu cây. Vậy là cái dàn cây ở trên cũng vài chục triệu hả sư? Dạ. Cũng cưa. Tiền cây trên khoảng 50 triệu đủ không sư? Nên ông hơi bờ smart khai cỡ bình đúng á, smart nó mới đó, bờ smart cỡ bình đúng á, crop mới đó, crop mới. Vì có một số cây sư xin được số cây, thiếu thốn mình mua thêm. Dạ. Với trả tiền thợ cưa. Dạ. Dạ. Thợ cưa. Máy bắt buộc phải cho anh vô ngày anh cưa. Dạ. Lão bùng rôm xin dừng chậm mà xua thay cái mấy cái xi mà khôi mang khôi mang. Để tầm cái na xua mà xin vô cho nó qua mà mát cái rê mà ờ tại nên xin khôi nữa xin khôi á xin mát rê đúng á xin mát cái rê à khôi nó ờ đúng thì con còn mong ta ta mình đang xin đá ờ bên mà ta rõ là chơi không có vén nữa chơi không vén à khay vô làm có bữa chơi vén này chơi vén vén còn mong cho mạnh thường quân ủng hộ mình con xin bữa chuyện gấp thức chưa đủ ở đây bên đây và mong pi theo hai chân vô một khay rừng tôi khay sao có băng ven mấy đẩy trong chùa nóng rong chân nóng đẩy xin vô quen nóng rong xin giận chân chân vô ven à chân chơ ven đã ban chơ ven nửa tô là mất lấy máy trà lại cho sạch hú bằng đi mà nó quá nóng rong luôn nóng rong dữ lắm. Mùa mưa này nữa là coi như là lúc ở ngoài luôn. Mà tha thay thêm lo tiếp nữa là bạn thôi tiếp slide cho lo tiếp nữa. Nếu mà không lập kịp là mùa mưa này là nó đóng giáp đóng hết luôn. Đóng luôn con này đóng luôn. Dạ đóng giáp hết luôn. Vậy mà cái dây đà trên nó bị đóng hết trơn luôn đó. Trơn cái dây đà trên luôn. Dạ đúng rồi. Rồi nữa mình mất trà nè. Cái lâu lắm. Này, mình khỏi trà nè. Dạ. Bởi vì gạch nó có lỗ sẵn rồi. Dạ. Nhưng mà đưa máy vô trà mấy đà này hết. Dạ đúng rồi, mấy cái đà nó phải trà đó. Bên tàu tôi vô ba mấy đá vô lại cho ba nhân. Mình ở đây mình nhìn thấy gì đó là lên trên kìa, nó đóng ở trên còn giữ nữa. Dạ. Nó lưng trên. Dạ, lưng trên còn giữ nữa. Bởi vì tháng mấy nay mà không có làm á rồi mưa đó. Chứ đừng nghĩ mà mấy tháng sau này mà tháng. Dạ. Vậy là cũng lâu hả sư? Lâu tính là trước được 3 tháng. Dạ. Làm được nửa tháng nghỉ được thang nữa. Dạ. Tới đây nghỉ được thang nữa đó. Dạ. Vì quá lâu bởi vì đóng rồng quá tàn đóng luôn rồi. Dày cui luôn rồi. Xin giận chân luôn. Con cũng cố gắng kêu gọi mạnh quân coi giúp đỡ cho chùa nó mua lợp viết cho rồi đừng có mưa vô đóng rong nữa ăn thua cái nóc ở trên làm trước cái mình khỏe vô dân một bà tà nên khối bà rồi thơ tiết là dạng nên mình đã chớ nữa bà gọp nó đưa chứng nhận sổ thơ tà tục vô và phúc ác bà dân rồi mà thơ tiết tinh tí là tinh quá tại là đóng rong luôn rồi mình mong cả nhà ủng hộ mình giúp cho chùa nha. Mấy cây cột cũng bị đóng rong, cái cột phía bên đó đó đóng rong hết trơn. Mình vô trong ta cái quy lấy nè, quy lấy. Anh ơi mời vô mời dạ. Vô mời chơi đó. Mình xin kết thúc video, nếu cả nhà thấy hay like đăng ký ủng hộ mình nha.